Xin chào tất cả mọi người, mình là Trọng đây. Hiện tại bây giờ là Trọng đang có mặt tại ngôi nhà tình thương số 5. Ngôi nhà được trao cho hoàn cảnh bà lão hơn 70 tuổi, sống một mình ở trong rừng. Phía sau lưng của Trọng đây là cái ngôi nhà đã được hoàn thiện 100%. Thì suốt những ngày qua, anh em Trọng và anh em thợ xây đã nỗ lực làm rất là nhanh cho bà. Đến ngày hôm nay là Trọng có mặt tại đây để Trọng bàn giao cho bà cái ngôi nhà này. Cháu chào bà nhé. Ngày hôm nay thì bà thấy cái ngôi nhà này như thế nào bà? Nhà đẹp. Đẹp không bà? Đẹp. Thì ngày hôm nay thì cháu đại diện cho Mạnh Thường Quân ở bên cháu trao tặng cho bà cái ngôi nhà này. Thì bây giờ là bà cảm thấy trong người như thế nào? Đúng mừng. Bà mừng đúng không? Ừ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn với các cháu này. Dạ. Cho đây mới cho bà được ngôi nhà. Dạ. Cảm mừng. Thế là bà nhìn ngôi nhà này bà có thích không? Thích. Trong cuộc đời của bà là có bao giờ là bà suy nghĩ là khi bà già như vậy rồi mà bà có ngôi nhà đẹp như vậy chưa? Chưa, không có biết, không biết. Mơ cũng không thấy đúng không? Không thấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì bà không mơ thì bà cũng đã thấy là bà cũng đã được tặng cái ngôi nhà đẹp như thế này. Đấy, thì bây giờ là Trọng sẽ cho tất cả khán giả cùng xem cái ngôi nhà này được anh em Trọng và anh em thợ xây xây dựng lên như thế nào cho bà. Và xem lại cái quá trình mà xây dựng cái ngôi nhà này nó khó khăn như thế nào. Thì mời tất cả khán giả cùng xem video này nhé. Bây giờ Trọng dắt tất cả khán giả đi review nhà nhá. Quay cho khán giả xem chi tiết ngôi nhà. Đấy, bà Năm bà vào trong này đứng cho nó mát này bà. Đây, bà đứng đây. Đấy, như tất cả khán giả thấy thì Trọng có làm một cái bảng để tặng cho bà Năm luôn. Đấy, như khán giả thấy là có chữ này, nhà tình thương Mạnh Thường Quân, kênh YouTube Phúc Trọng Vlog kính tặng. Như tất cả khán giả cũng đang xem video này thì cũng biết rồi. Đây là cái ngôi nhà thứ 5 trong cái hành trình mà làm thiện nguyện của Trọng, Trọng làm cho Trọng và Mạnh Thường Quân, làm cho những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì tại vì bà Năm thì bà ở trong rừng, thì nên là chỉ làm ngôi nhà này là ở mức độ là nhà tiền chế thôi, chứ không phải là cái nhà lớn như mấy cái hoàn cảnh trước. Tại vì ở trong này thì theo đúng pháp luật là nhà nước họ cũng không cho phép làm nhà ở đây đâu, chỉ được cái làm nhà với mức độ như vậy thôi, làm lớn hơn là không được. Đấy, để Trọng để cái chữ là Mạnh Thường Quân, kênh YouTube Phúc Trọng Vlog kính tặng nhá. Là cái nhà này là của Mạnh Thường Quân tặng. Đấy. Thì bây giờ Trọng sẽ mời tất cả khán giả cùng xem cái ngôi nhà này nhá. Trước tiên thì khán giả xem này. Đó, thì toàn bộ cái ngôi nhà này thì Trọng và anh em thợ là làm bằng tôn, bằng thiếc hết, để cho mưa nắng, mưa bão này kia các thứ, bà ở trong rừng thì nó sẽ chắc chắn, bà sẽ yên tâm hơn. Như cái ngôi nhà cũ của bà này, khán giả thấy này. Đây, như này thì mưa gió nó tạt hết vào luôn. Như hôm bữa mà bà ở trong này mưa bão là khán giả thấy thì nó siêu vẹo cái nhà luôn á. Đấy. Bà Năm. Bây giờ là cái này là mai mốt là mình làm bếp bên này nhá. Vâng, mình sẽ làm bếp bên này. Còn cái nhà mới này là mình sẽ ở. Đấy. Chứ bà đừng có nấu bếp đâu củi. Có. Nấu bếp cái dạ. Ngủ phòng này không có nấu đâu. Cháu chỉ bà nhá. Bà đừng có nấu bếp củi trong đâu này nhá. Nấu bếp củi trong này là nó đen hết nhà. Đấy. Cái nhà kia cơ còn không nấu à. Vâng. Kỹ không dạ. Nấu mà nó đen cái tên thấy trần. Đấy, Trọng thì cũng kêu anh em thợ làm cho bà cái bậc thang để bà lên xuống luôn cho nó đấy. Đây, Trọng đi vào trong này, Trọng quay chi tiết cho khán giả cùng xem luôn. Thì tại vì cái ngôi nhà này là như Trọng đã nói rất là nhiều rồi, đây là nhà tiền chế đó. Thì nhưng mà cũng rất là rộng rãi nhá. Cái nhà này là ngang này là 4,
Còn ngang này là 5, tổng là 20m2. Đấy. Thì hiện tại bây giờ trong nhà là chưa có cái gì cả, chỉ có cái bóng đèn này này. Như khán giả thấy này, cái bóng đèn này là trong video trước là Trọng, bên kênh của Trọng là cũng tặng cho bà. Nên là bây giờ là có sẵn điện đài rồi, điện đèn là các thứ là bà có sẵn rồi. Còn đồ đạc ở trong nhà thì chưa có thôi. Đằng sau này là thêm cái cửa nữa nha mọi người. Đây, làm hai cửa cho bà mát. Tuy rằng là khán giả nhìn thấy là nhà tôn nhà thiếc như vậy nhá, nhưng mà ở đây là không có nóng đâu. Đấy, nãy giờ bà đứng đây bà thấy nóng không? Không, mát lắm. Bà thấy mát đúng không? Tại vì bà ở trong rừng nên là ở trong này là có gió nhiều là một. Với lại là xung quanh nhà bà khán giả thấy có mấy cái cây to đó, nên là nó che vô rất là mát luôn. Đứng ở trong này rất là mát, thậm chí mát hơn cái nhà gỗ của bà nữa. Mát, mát lạnh nè. Bà thấy nhà này với nhà kia nhà nào mát hơn? Nhà này đẹp hơn, mát. Mát hơn đúng không? Mát. Tên này với cái này thì còn kia nóng lắm. Dạ, đấy. Nhưng mà bây giờ là Trọng sẽ chắc là chút xíu nữa Trọng sẽ dắt bà đi mua đồ, mua cho bà mấy cái đồ đạc để bà để đây, như kiểu là cái nệm hay là cái giường để cho bà có đồ đạc bà ở. Bên kia thì bà có cái, bà chắc không có cái nệm hay cái giường nhỉ? Bà chưa có đúng không? Chưa có mà cái thôi không thích nệm. Không thích nệm à? Không thích nệm. Dạ, thế thì để tí nữa chiều một chiếu được thôi. Dạ, một chiếu chiếu là chứ không. Vâng, chiếu nữa xíu nữa cháu chờ bà đi chợ. Ừ. Đây mọi người, thì như khán giả thấy này là Trọng kêu anh em thợ làm cái nền nhà rất là chắc chắn luôn này. Tuy rằng cái nền nhà này là lợp bằng xi măng nhưng mà rất là chắc chắn nha, cho khán giả xem này. Này là nó dày một lớp luôn này, khán giả thấy biết là thế nào. Làm giá trị tốt mà cái nằm bằng trang đâu. Khán giả thấy là từ dưới này lên trên này là cái nền nó rất là cứng luôn. Trắng hôm qua chiều tối mà trắng. Dạ. Trắng bà ở đây là hết cuộc đời của bà luôn, là cái nhà này cái nền này là chưa hư được luôn. Ừ, chưa hư. Cái nền này là hôm qua tốn rất là nhiều cát với xi măng nha. Đấy, đi bà. Ừ. Thì nói chung là cái ngôi nhà thì Trọng review sơ qua cho khán giả xem vậy thôi. Đấy, đằng trước là bảng nhà tình thương. Trọng làm hai cửa. Đâu bà ra để cháu đóng cửa lại cho khán giả cùng xem. Trước giờ nhà của bà đâu có cửa kẻo gì đâu. Đâu có cửa trong. Trọng kêu anh em thợ là làm cửa cho bà luôn. Bà đi đâu bà cứ khóa lại. Đấy. Tại vì thỉnh thoảng nhiều khi 1-2 tháng bà cũng hay ra chợ thì bà khóa cửa lại đồng hoàng luôn. Cái ngôi nhà này là bà phải ở đến hết cuộc đời của bà luôn thì mới hư mọi người. Ừ. Đi bà. Tôn tốt mà. Tôn đẹp. Tôn này là tôn mát nha. À. Tôn này là tôn mắc tiền á. Ừ. Mấy cái loại tôn mà không mắc tiền á là cái tôn nó màu trắng. Màu đó. Trắng nó không trần ha. Dạ. Cái tôn này là tôn người ta cũng gọi là tôn lạnh nè. Nên là nó sẽ rất là mát. Trần không có ai sắc, còn trắng này nó màu sắc. Hôm qua anh em thợ làm còn dư một tấm tôn, dư hai một tấm rưỡi tôn cho bà luôn để bà có che đậy cái chuồng gà của bà thì bà che. Tại với lại là đường xa quá thì anh em thợ cũng không thể nào đem về được. Cái thùng này bà mới để đây à? Mới để đây, kề nắng quá. Cái thùng này ai cho bà? Nhờ cháu nó xin có bà thấy chỗ này. À. Cái bà hay thấy chỗ nhà có già đó. Dạ. Đừng đứng nước lâu rồi mà giờ không có đựng gì hết á. Dạ. Xài nước cái không à. Nước dạ. Nước dạ. Dạ. Đấy, thì Trọng review sơ qua ngôi nhà cho khán giả xem nhá. Ngôi nhà thì sắt thép này kia rất là nhiều nhá, rất là chắc chắn luôn. Khán giả xem thì khán giả cũng thấy rồi đó. Chào tất cả mọi người nhá. Cái bên Trọng đây là anh Lít, anh em bên đội xây nhà. Thì như video trước khán giả đã thấy rồi, là Trọng có thuê bên đội của anh em vào đây để xây dựng cái ngôi nhà tình thương, cái ngôi nhà tiền chế này cho hoàn cảnh của bà Năm. Đó. Thì anh Lít xây nhà thì chắc khán giả ở đây thì cũng một số khán giả cũng biết rồi. Lúc trước là anh cũng xây dựng cho Trọng cái ngôi nhà của hai cha con bắt rắn á. Thì Trọng thấy rất là đẹp nên là lần này làm cái ngôi nhà này thì Trọng cũng nhờ anh là qua làm dùng cho anh em Trọng. Đấy, thì bây giờ Trọng mời anh lên trên này là để Trọng thanh toán tiền nhà làm nhà cho anh đó, cho bà Năm luôn. Bây giờ là có bà Năm ở đây, có cả anh em xây nhà ở đây với cả tất cả khán giả ở đây, thì Trọng sẽ thanh toán tiền nhà.
trước giờ Trọng làm việc cái gì cái đó nó rất là rõ ràng, nên là Trọng làm cái gì thì Trọng cũng phải quay lên cho tất cả khán giả cùng xem nhá. Em chào anh Lít nhá. Thì Trọng. Hôm nay thì cái ngôi nhà đã xong rồi. Đấy, nên là em kêu anh em mình vô trong này để em thanh toán tiền nhà luôn. Đấy, thì bây giờ là tổng cái kinh phí mà làm hết toàn bộ cái ngôi nhà này là bao nhiêu thì anh cho em với cả bà Năm với cả khán giả biết luôn để em thanh toán với anh em mình. Tổng kinh phí làm xong nhà này là 36 triệu. Thì như ban đầu thì anh em mình đã nói thì nó dao động tầm khoảng 35-36. Thì bây giờ là cái ngôi nhà hoàn thiện. Nãy giờ thì Trọng đã quay cho tất cả khán giả xem chi tiết rồi nhá. Ngôi nhà bên trong thì sắt thép rồi tôn với cả nền này kia nó rất là ấy luôn. Với lại là cái quãng đường mà đây là Trọng chia sẻ thêm, cái quãng đường mà anh em thợ và vận chuyển vật liệu thì khán giả xem ở video trước rồi đó. Phải lấy xe máy chở rồi lấy máy cày chở băng qua rừng qua núi thì mới đem được vô trong này, nên là rất là cực luôn. Thì đây là trên tay em đây là cái số tiền 36 nhá. Thì em đã chuẩn bị sẵn rồi, em trao cho anh em mình. Thì một lần nữa thì em cũng cảm ơn anh em bên đội xây nhà của mình vì đã giúp đỡ làm cho bà Năm. Đấy, là cái ngôi nhà tiền chế như thế này. Bà Năm cảm ơn anh em xây nhà đi bà Năm. Cảm ơn cậu Lít nhất là với mấy anh, mấy cậu hôm qua nha. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn. Tại vì vận chuyển vô đây cho bà Năm nó xa cực lắm mà. Cực lắm. Hôm qua bà Năm... Đó rồi mới chuyển lên đây, cực. Bà Năm ở trong rừng thì bà cũng biết rồi đó. Là từng cái bao cát mình cũng phải chở vào, vác vào. Gì cũng nặng. Dạ. Thì một lần nữa nhá, em cảm ơn anh Lít nhá. Cảm ơn anh Lít với cả anh em bên đội xây nhà. Thì nếu mà sau này có những dịp mà xây những cái ngôi nhà khác mà khu vực quanh đây thì tiếp tục lại nhờ đến bên anh em mình. Rồi. Nãy giờ là Trọng kêu anh em bên đội xây nhà lên thì Trọng thanh toán tiền nhà. Thì tất cả khán giả xem video ai cũng biết rồi đó. Bây giờ là Trọng sẽ dắt bà Năm đi mua đồ. Đấy, tại vì nhà mới làm xong thì khán giả thấy là trong nhà chả có cái gì cả. Chỉ có cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì ở trong tập trước thì Trọng tặng cho bà. Thì bây giờ là bà cũng có điện rồi. Nên là bây giờ Trọng dắt bà đi mua mấy cái đồ lặt vặt như kiểu là chăn mùng mền hay là ga gối nệm đó. Thì để đồng hành cùng với Trọng giúp đỡ cho bà Năm thì cũng có rất là nhiều mạnh thường quân. Thì tí nữa Trọng mua đồ xong rồi Trọng tổng lại hết toàn bộ số tiền là bao nhiêu thì Trọng sẽ cùng với đọc danh sách mạnh thường quân lên cho tất cả khán giả cũng biết luôn. Danh sách mạnh thường quân là gồm những ai và số tiền là bao nhiêu. Thì xíu nữa Trọng mua đồ xong rồi Trọng sẽ đọc lên nhá. Bây giờ là Trọng sẽ dắt bà Năm đi mua đồ, mua những thứ đồ đạc ở trong gia đình. Bây giờ hai bà cháu mình lại đi chợ nhá. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Cảm ơn bà Trọng. Hai bà cháu mạnh thường quân. Dạ. Chào tất cả mọi người. Nãy giờ là hai bà cháu mình là đã đi chợ về rồi. Thì ngày hôm nay thì chắc có thể là ngày cuối cùng Trọng đi vào trong này để Trọng giúp đỡ cho gia đình của bà Năm. Tại vì trước giờ như khán giả đã biết rồi đó, là Trọng sẽ giúp rất là nhiều hoàn cảnh, chứ không thể nào giúp đi giúp lại một hoàn cảnh. Nên là ngày cuối cùng Trọng giúp cho bà Năm thì Trọng mua rất là nhiều đồ luôn. Tại vì hôm trước dắt đi mua đồ nhưng mà mua vừa vừa thôi. Tại vì cái nhà của bà thì không biết là lúc nào nó sập nên là không thể mua nhiều đồ được. Còn bây giờ thì nhà cửa đã đàng hoàng rồi nên là Trọng mua rất là nhiều này. Mua nệm này, chăn mùng mền, bếp ga, bình ga, rồi hai bao gạo, rồi xong nồi chén chảo cho bà luôn. Đấy. Bây giờ thì Trọng sẽ đọc thông tin chi tiết lên cho tất cả khán giả cùng biết luôn nhé. Là ngày hôm nay thì Trọng đi mua những cái gì cho bà Năm. Đấy. Bây giờ Trọng đọc luôn nhá. Thì mời tất cả khán giả cùng xem là Trọng dắt bà đi mua những cái gì nhá. Bộ nồi inox Sun Hau, mùng treo, chiếu, điều hòa, nệm, vỏ bình ga, bình ga, bếp ga, dây ga, gối, vỏ gối, chén, đũa, chiếu, bàn, ghế, chổi, khóa. Còn Trọng mua đó là những cái vật dụng bà dùng hàng ngày. Còn đây là đồ ăn. Đồ ăn là đây là gạo, bột ngọt, muối, mì, dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường. Đấy, thì Trọng mua những cái thiết bị điện máy ở trong bình ga, bếp ga, chăn ga, gối nệm các thứ là hết 2.380.000. Đây, cho khán giả cùng xem luôn. Mới mua cái sột luôn nhá. Ngày hôm nay ngày 9 tháng 11 này, hóa đơn bán hàng này, tên Nguyễn Văn Trọng này. Đây, tổng số tiền là 2.380.000. Cái này là những cái đồ đặt ở trong nhà, bếp ga, bình ga, chăn ga, gối nệm, nồi niêu xoong chảo. Còn cái này là gạo này. Cái hóa đơn này, hóa đơn gạo hết 806.000.
trong đó là mua hai bao gạo là thành ra là 50 kg gạo, 50 kg gạo là 650, thêm mấy cái lặt vặt nữa, cái hóa đơn này là hết 806 ngàn. Còn mấy cái này là bàn ghế chiếu đũa rồi chổi chiếc các thứ, ổ khóa cửa cho bà hết 395 ngàn. Đó thì 2.380.000 cộng với 806 cộng với 395 thì trọng công lại luôn nhá. Như khán giả đã biết là trọng làm cái gì, cái đó nó rõ ràng, tiền bạc thì bao nhiêu thì trọng công khai minh bạch lên cho tất cả khán giả cùng biết luôn. Trước tiên là 2.380.000 cộng với 806.000 806.000 cộng với 395.000 395.000 đó, 2.380.000 cộng với 806 cộng với 395 là thành 3.581.000 nhá. Đây, cháu gửi cho bà cái hóa đơn nhá. Đấy, thì ngày hôm nay trọng dắt bà Năm đi mua đồ là hết 3.581.000. Đấy, à đúng rồi, còn thêm tiền tiền xe ba gác nữa. Tiền xe ba gác thì bao nhiêu chú? 400 đúng không? Trọng sẽ cộng thêm 400.000 tiền xe ba gác nữa, thì là tổng hết tất cả trọng dắt bà Năm đi mua là 3.981.000 cả tiền xe. Tại vì trọng như khán giả đã biết là trọng chạy xe máy, thì nên là xe máy thì không bao giờ chở hết được những cái đồ này. Phải chi mà trọng có một cái xe tải thì trọng chở thì nó thì không mất chi phí mình thuê xe. Còn đây là trọng không có xe nên là trọng phải thuê cái ba gác chở từ ngoài thị trấn vào tận trong bìa rừng này, thì là hết 400.000 tiền xe. Đây trọng thanh toán tiền cho chú chạy xe ba gác luôn. Đây chú, cháu gửi tiền chú. Rồi. Chú cảm ơn chú nhá. Rồi. Dạ. Rồi. Đây 1 2 3. Rồi, cảm ơn em nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Cảm ơn chú đã chở hàng cho cháu. Thì như trọng đã nói là 3.981.000. Thì ngày hôm nay trọng dắt bà Năm đi mua đồ là cái số tiền này là số tiền Mạnh Thường Quân gửi cho trọng để làm nhà cho bà. Thì bây giờ nhà cũng làm xong rồi thì trọng dắt bà đi mua. Thì nãy là như khán giả đã biết là tiền dựng nguyên căn nhà lên rồi đó. Chút xíu nữa vô rồi trọng cộng với cái số tiền này, rồi còn dư bao nhiêu thì trọng sẽ trao cho bà Năm đó, để bà trang trải cuộc sống sau này đó. Thì chắc là cũng chỉ còn dư khoảng tầm vài triệu thôi. Thì bây giờ là trọng vận chuyển đồ này về. Chị Xuân, chị phụ em với anh tí nhá. Thì ngày hôm nay thì trọng có nhờ hai anh chị, thì nhà ở gần ngoài này, thì trọng nhờ anh chị vào đây phụ cùng trọng. Tại vì mình trọng thì cũng không thể nào mà đem xuống hết được, nên là trọng nhờ anh chị vận chuyển hộ. Bỏ hai bao gạo lên trước à chị? Chị Xuân này chị là rất tốt bụng ạ. Những lần trọng vô đây trọng làm nhà này kia các thứ, thì nhà chị gần đây thì chị cũng tạo điều kiện cho anh em trọng mượn đồ đạc này kia các thứ để làm nhà cho bà Năm. Như khán giả thấy là cái quãng đường vận chuyển nó khó không? Xe ba gác này là chuyên là đi mọi địa hình luôn, nhưng mà ba gác cũng không chạy vào đó được, bắt buộc cũng phải chở xe máy, là khán giả thấy là khó như thế nào. À cái này là nồi niêu xương chảo này chị. À quên, cái nước mắm nhiều ăn. Cái này tí nữa bà Năm mới cắt. À có cái giỏ xe này bà Năm. Dạ. Bỏ này xuống hộ trọng. Mua hàng xịn luôn mà. Mua hàng siêu thị. Cái đèn hơi hôm sáng không sáng rồi đâu. Chúc để tôi mượn thằng hạ xuống rồi. Cái đèn năng lượng mặt trời à? Nó sáng ngà thằng mà. Rồi nó có rồi. Nó sáng ngà bên đây. Để tí nữa cháu ấy cho. Tí nữa vào cháu sửa cho. Vâng. Rồi, cháu cảm ơn chú ba gác nhá. Rồi ok. Dạ. Rồi bà đi đi. Rồi bây giờ trọng cùng với cả chị Xuân, cả bà cùng vận chuyển đồ vô trong nhà nhá. Chị cẩn thận nhé chị nhá, đường dốc đồi núi. Thì nãy giờ là trọng với cả trọng nhờ thêm một số anh em hàng xóm nữa để vận chuyển đồ về tới nhà cho bà rồi nhá. Bây giờ trọng vô trong này trọng lắp bình ga cho bà. Đi bà, cháu mình lên nhà bà. Trước giờ bà có xài bếp ga lần nào chưa? Chưa. Bà lấy hộ cháu cái dao đi bà. Bà đi lấy hộ cháu cái dao qua đây với. Trọng lắp ga cho bà luôn.
Dao lớn hay dao dài cục? Dao dao ngắn thôi bà. Đây, Trọng mua bếp ga, mua hàng loại tốt luôn nha mọi người nhá. Đây, bếp ga loại Xuân Hao, hàng chính hãng đàng hoàng, bảo hành 12 tháng. Thì Trọng để bà lấy cái dao cái đó. Đi vào đây luôn bà. Ừ. Bây giờ là bà muốn để cái bếp ga này ở chỗ nào? Để ở đây đi. Góc đấy à? Ừ, góc này. Chứ giờ là từ nhỏ tới già luôn là chưa xài bếp ga này lần chưa, nào luôn? Chưa xài. Thế cháu không chỉ bà có biết xài không? Không chỉ, không biết đâu. Thì cháu tháo ra chỉ bà luôn. Chỉ em mới biết. Tại vì cháu thấy bà xài bếp củi đây, mà nhiều khi trời mưa trời gió nữa, nên là xài bếp củi nó cũng ấy. Cái thùng này tốt ha, cái thùng giấy gì để đồ. Cháu thấy bà xài bếp củi lên là nó ấy. Cháu nhấc lên bà bỏ cháu cái hộp ra bà. Bà cứ bỏ thùng dưới đó đi, bà bê cả hộp bà bỏ thùng dưới đó đi. Bà biết lắp cái này không bà? Bà biết lắp bếp ga không? Không biết. Hồi đó giờ không ai chỉ thì không biết. Lắp cái này đơn giản. Một cái bình ga này mà bà cứ xài, bà xài một mình bà đúng không? Bà xài với cái mức độ như vậy là bà xài cả năm luôn đó. Cả năm ạ. Đúng rồi. Hết nấu. Chừng nào mà bà hết ga xong rồi bà đi chợ đúng không? Bà thỉnh thoảng 2-3 tháng bà đi chợ một lần mà. Chừng nào hết ga bà đi chợ, bà ra ngoài chợ bà kêu là đổi dùng cho tôi bình ga. Cái một bình ga như vậy tầm khoảng 300-330 ngàn thôi. Bà kêu đổi hộ tôi bình ga là người ta sẽ ấy. Người ta chở vô có 1 phút à. 1 phút bên kia nè. Vâng. Đây nhá, cháu lắp xong rồi nhá. Bây giờ cháu hướng dẫn bà sử dụng này. Bà vặn cái này ra. Này, bà vặn nhẹ là được. Đó. Nhẹ nhẹ ra. Mỗi lần bà xài là bà vặn ra. Bà xài xong rồi, bà lại vặn vào. Dăng cứng lại. Mỗi lần bà vặn ra đúng không? Dăng ra. Bấm nút này, bấm nút này để mở. Bấm nút này để mở. Này. Tại vì bếp mới lên là phải từ từ mọi người. Đó. Nguyên dài đó. Đây, bên bên này luôn này. Đó, thấy chưa? Cháy hết rồi. Rồi bà tắt đi cho cháu. Rồi, nó kêu đến tạch một cái nha. Bà vặn bên này đi. Đó, bây giờ bà bấm vô, bà vặn lên. Bấm vào, vặn lên. Rồi, lên lửa. Rồi, bà muốn lửa nó hơi mạnh đúng không? Bà muốn nó nhỏ đi rồi bà vặn từ từ lại. Bà vặn nhỏ từ từ. Đó, bà thấy lửa nó nhỏ hơn chưa? Nữa đi. Đó. Nữa này. Đó, thấy chưa? Giả sử mình cần cái gì lửa nó nhỏ, chiên trứng các thứ á, mình cho nhỏ. Đâu bà vặn lớn lên cho xem nào. Nếu màu chín thì vặn. Đó. Rồi, vặn nhỏ cho cháu xem nào. Đó, tắt luôn. Đúng rồi, bà nhớ nhá. Ta xài cái này nó rất là tiện nhưng mà bà mà không biết là nó sẽ nguy hiểm nhá. Nhưng mà tay sát chứ. Bà tắt đi nó phải kêu đánh tạch. Kêu cái máy. Đúng rồi, bà mở cái bên này cho xem nào. Trọng chỉ cho bà rành luôn. Bấm vào, đẩy vào, vặn. Vặn lại đi bà. Vặn ngược lại. Đúng rồi, bấm vào rồi vặn. Vặn. Đó, rồi. Rồi, tắt đi. Một khi mà lửa nó tắt rồi bà vặn ngược lại luôn. Rồi. Theo cái cách này. Rồi bây giờ bà vặn lại cái nữa cho xem nào. Thấy bà chưa rành lắm. Rồi buông tay ra luôn, rồi. Bà chỉnh đúng không? Giả sử bà chỉnh như kiểu này này. Lửa mà nó tắt như này á, bà thấy lửa tắt rồi đúng không? Bà vặn ngược lại cho nó kêu đánh tạch luôn, xong bà lại mở lại. Tại vì bà mà không bà tắt đi mà nó không kêu đánh cạch một cái đúng không? Là ga nó vẫn còn ra. Nó mau hết lắm. Ga nó mau hết là một, với lại là bà không tắt đi như vậy là nó sẽ cháy lên luôn. Nó cháy nhà luôn là nguy hiểm. Cháy nổ nguy hiểm bà luôn. Bây giờ bà mở cái nữa cho cháu xem nào. Chị bây giờ trong chỉ cho bà một lần nữa. Vặn ngược lại, chưa lên lửa. Bà vặn rồi, bà nhìn trên này này, bấm vào. Vặn, rồi lên lửa, rồi tắt đi. Tắt hẳn luôn. Phải kêu đến cạch như vậy mới được nhá. Kêu cạch mới được. Rồi xong bà vặn cái này lại. Đâu, bà đứng lên cho xem nào. Vặn nó lại. Không quay hả? Đúng rồi.
Rồi vặn cho nó hơi cứng cứng tí. Ngứa đi bà. Cho cứng luôn ha. Rồi cứng luôn, cứng chưa? Cứng rồi. Ừ, bây giờ bà mở, bà bật ga lên cho xem nào. Bà bật ga lên, bà phải làm những bước nào? Nữa đi. Chừng nào bà thấy lòng tay là ok. Được rồi. Mở lên, bấm nút. Bấm nút mở đó. Nút này mở. Chưa bấm. Này không? Ừ. Bấm xuống. Ừ. Rồi bấm một cái thì buông ra luôn. Là mở cái này. Đó, biết rồi. Bà biết chưa? Rồi tắt. Ừ. Rồi tắt là phải đánh cạch cái luôn nhá. Tắt ngay cái cạch á. Rồi đó. Thì Trọng đã hướng dẫn cho bà sử dụng xong cái bình ga và bếp ga rồi nhá. Biết rồi. Đó. Nhưng mà cái này thì bà, cháu chỉ bà hạn chế sử dụng thôi. Ít hả? Ừ, chừng nào mà để trời mưa này kia thứ thì không có củi thì bà dùng. Ngày mưa báo rồi đó, mới vâng. Dùng cái này. Tại vì bên đó bà vẫn còn bếp, bà vẫn còn củi mà. Có bếp, đấy. Có củi thế gì nữa thì sao á. Dạ. Cũng tại vì hết cái là này. Đồ bình ga này, một bình ga này là 300 mấy chục ngàn nhá. Cái này mưa báo rồi không có nấu được á. Không có củi mới nấu cái này. Vâng. Bây giờ Trọng đem gạo vô cho bà. Gạo mình để cạnh đây luôn. Đây, Trọng mua cho bà cái nệm đấy nhá. Cái nệm này nãy hai bà cháu đi dọn để bà ngủ. Bao gạo này bà muốn để cháu để đâu, cháu để luôn cho. Bao gạo này nặng lắm này. Hai cái âm trong kia không? Để đây luôn. Để nhà này, nhà cửa, nhà này cửa đầy đủ rồi, mình để đây luôn. Cái ghế này để cho bà nấu bếp này nhá. Đây. Còn cái này nệm để lót ở dưới này. Mấy cái nệm này thì bà có biết sử dụng chưa? Biết chứ. Mở ra rồi chỉ mở cái vỏ vào. Quét cái lớp cái này dưới. Ừ, rồi, vậy là bà biết rồi đúng không? Biết rồi. Rồi, ok. Biết rồi thì cho khoa gần chỉ. Đây là cái vỏ gối này bà. Ừ. Dạ ông gối ha. Dạ. Cái này cái gì? Đây là dầu ăn nước mắm hồi nãy đây bà. Nước luôn nó đây, để đây. Cháu sẽ để đây cho bà, tí nữa bà sẽ sắp xếp lại theo ý của bà. Nãy giờ là Trọng đã sắp xếp đồ đạc ở trong nhà cho bà xong rồi, hướng dẫn cho bà sử dụng bếp ga với những cái thứ ở trong nhà. Đấy. Ngày hôm nay cháu dắt bà đi mua nhiều đồ như vậy, bà có vui không? Bà vui lắm. Bà có mừng không? Mừng. Bà tặng bà sao? Bà cảm ơn các cháu. Vâng. Mua đồ với bà cảm ơn Mạnh Thần Quân cho bà cái nhà với mua đồ. Dạ. Mua đồ cho nãy giờ. Vâng. Thì bà gửi lời đến Mạnh Thường Quân. Bà gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân đã tặng nhà cho bà và tặng những cái món đồ ngày hôm nay mà bà nhận được. Đấy. Thì tiền thể ở trong video này thì Trọng cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân luôn vì đã đồng hành cùng với Trọng để giúp đỡ cho bà và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì bây giờ là Trọng sẽ đọc cái danh sách Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà từ đầu Trọng quay video cho đến tận bây giờ luôn. Thì ngày hôm nay mà Trọng đăng cái video này lên là Trọng sẽ không còn nhận quyên góp cho bà nữa. Tại vì Trọng, như Trọng đã nói là Trọng sẽ đi giúp cho những hoàn cảnh khác, chứ Trọng không thể nào mà giúp đi giúp lại một hoàn cảnh được. Nên là ngày hôm nay là Trọng tổng kết Mạnh Thường Quân và ngưng nhận mọi sự ủng hộ về hoàn cảnh của bà nhá. Thì bây giờ là Trọng, tất cả khán giả cho Trọng xin phép một vài phút để Trọng đọc danh sách Mạnh Thường Quân lên nhá. Tại vì Trọng làm cái gì cái đó rõ ràng, danh sách Mạnh Thường Quân giúp là như thế nào, số tiền là bao nhiêu thì Trọng cũng sẽ đọc lên cho mọi người rõ. Thì đây là cái danh sách mà tất cả Mạnh Thường Quân giúp đỡ ở trong cả đợt 1 và đợt 2 luôn. Đợt 1 thì Trọng đã đọc ở trong video trước rồi, số tiền là chỉ có 7 triệu mấy thôi. Nhưng bây giờ là Trọng đọc lại luôn, Trọng gom cả hai danh sách vào Trọng đọc chung luôn nhá. Danh sách Mạnh Thường Quân giúp cho hoàn cảnh bà lão hơn 70 tuổi sống trong rừng là chị Liên Võ 200 đô la Mỹ, chị Liên Hoa 2 triệu rưỡi, vợ chồng anh Thơ và chị Hoa 100 đô la Mỹ, chú Ngô 100 đô la Mỹ, cô Hai ở Úc 1 triệu, chị Nguyễn Thị Hoan ở Phú Thọ 1 triệu, chị Hằng 500 ngàn, anh Minh 200 ngàn, chị Diệu Hiền 200 ngàn, chú giấu tên ở Cà Mau 5 triệu, anh Tường Nguyễn ở Mỹ 200 đô la Mỹ, cô Mỹ Linh ở Úc 3.154.000, cô Nga ở Mỹ 100 đô la Mỹ, cô Anh ở Úc 2 triệu, chú David Ông 100 đô la Mỹ, cô Ngọc Tuyết ở Mỹ 100 đô la Mỹ, cô Vinh 2 triệu, bà Quế Vũ 2 triệu, chú Văn Hữu Năng ở Hải Phòng 2 triệu,
Anh ở Na Uy 1 triệu, cô Thu Hương ở Đức 1 triệu, cô Nguyễn Thị Cúc 500 ngàn, cô Nga 500 ngàn, vợ chồng anh Thơ và chị Hoa gửi thêm 100 đô la Mỹ nữa, chị Thúy Nguyễn 300 ngàn, người gửi cuối cùng không ghi tên 50 ngàn. Tổng toàn bộ số tiền tất cả Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà lão là 47.904.000. Đó, 47.904.000 thì như Trọng đã quay ở đầu video, tiền anh em xây nhà họ nhận, họ làm cái căn nhà này thì khán giả đã biết rồi, họ phải vận chuyển vật liệu rất là xa lên, rất là cực, nên là tổng cái tiền nhà xây dựng cái căn nhà này là 36 triệu. Nay tiền kia mua đồ là 3.981.000. Mình cộng thêm 36 triệu tiền làm nhà là thành 39.981.000. Là tổng là những cái số tiền mà Trọng đã làm nhà cho bà, rồi đi mua đồ đạc ở trong nhà. Để cho ngày hôm nay thì Trọng mua cho bà rất là nhiều, hết 3.981.000. Tại vì bây giờ có nhà cửa chắc chắn rồi, nên là mình mua nhiều nhiều đồ cho bà. Bà cứ để dành ở trong nhà bà ăn từ giờ đến Tết luôn. Đấy, thì cái số tiền mà Trọng làm nhà và dắt bà Năm đi mua đồ là 39.981.000. Thì số tiền còn dư là 7.923.000. Thì đó, số tiền còn dư bây giờ thì Trọng cũng sẽ trao cho bà Năm. Thì trước giờ Trọng làm việc cái gì cái đó là minh bạch rõ ràng, từng 1.000 lẻ cũng phải rõ ràng nhá. Nên là tất cả khán giả xem video thì khán giả thấy rồi đó. Bây giờ là cho nói bà Năm nghe nhá, là cái số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp cho bà là 47.904.000. Thì mình đã làm nhà và mình đã mua đồ là hết, bây giờ là còn dư là 7.923.000. Thì bây giờ là cháu sẽ trao cho bà Năm để bà Năm sử dụng số tiền này, bà Năm mua gạo, mua mắm, mua cá này kia các thứ để mình ăn. Đấy. Vâng. Cũng cảm ơn con. Dạ. Cháu Trọng. Thì... cảm ơn Mạnh Thường Quân. Vâng. Tài trợ cho bà, giúp đỡ cho bà. Dạ. Thì bây giờ là bà Năm thì bà cũng lớn tuổi. Bây giờ là cháu trao cái số tiền này cho bà Năm. Thì bà Năm liệu bà có giữ được hay là không? Giữ được. Bà giữ được đúng không? Giữ được. Thì giữ cháu... để dành ăn chứ. Vâng. Lâu dài. Thì cháu trao cho bà thì bà phải cất cho kỹ nhá. Cất kỹ chứ. Đấy. Thì khán giả thấy thì Trọng làm cái gì cái đó rõ ràng. Thì trước khi mà Trọng trao cái số tiền 7.923.000 này cho bà Năm, thì Trọng hỏi bà là bà có giữ được hay không. Thì bà nói là bà giữ được thì Trọng sẽ trao cho bà. Đấy. Còn nếu mà bà muốn an toàn hơn nữa thì cháu sẽ dắt bà ra ngoài ngân hàng, bà gửi vào. Đấy. Thì thôi, rồi bà sẽ rút từ từ ra. Thôi có 7 triệu thôi bà giữ được. Dạ. Cất được, không có mất đâu. Thế là bà không cần phải gửi ngân hàng đúng không? Khỏi gửi, mà không có mất. Thì như khán giả thấy rồi đó, thì Trọng cũng muốn tốt cho bà, thì Trọng cũng muốn là dắt bà ra ngoài ngân hàng, gửi vào trong ngân hàng cho bà để cho an toàn, hoặc là Trọng giữ hộ cho bà, để khi nào mà bà hết cái gì thì Trọng sẽ qua thăm rồi Trọng mua cho bà. Nhưng mà bây giờ là bà muốn là bà giữ, thì nên là bây giờ là Trọng trao cái số tiền này cho bà luôn. Thì tại vì số tiền này Mạnh Thường Quân giúp cho bà, thì nên là Trọng sẽ trao cho bà. Trọng thì Trọng cũng không có muốn giữ đâu. Tại vì giữ tiền của Mạnh Thường Quân, giữ tiền của hoàn cảnh này kia nó phức tạp lắm. Trọng thì Trọng không có muốn giữ tiền của bất kỳ ai hết trơn á. Tiền bạc nó rất là nhạy cảm. Nên là bây giờ bà muốn trao là Trọng sẽ trao cho bà. Chứ mình cũng không cần gửi ngân hàng đúng không bà? Thế thì bà phải cất kỹ nhá. Cất kỹ, dạ bà, cũng cảm ơn con, nha Trọng. Dạ, yeah. Vâng, thế cảm thì bây giờ Mạnh Thường Quân. Dạ, bây giờ Kiệt đưa cho anh cái số tiền còn lại để anh trao cho bà luôn Kiệt. Số tiền Mạnh Thường Quân gửi cho bà Năm là còn là 7.923.000. Thì hiện tại bây giờ là trên tay Trọng là 8 triệu. Trọng sẽ trao cho bà 8 triệu luôn. Cho bà thêm mấy chục ngàn lẻ nữa để cho số tiền cho nó tròn, cho nó đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, khán giả thấy rồi nhá. Thì Trọng tiền bạc minh bạch rõ ràng. Bây giờ là cháu sẽ trao cho bà cái số tiền này là 8 triệu. Cái số tiền này là của Mạnh Thường Quân, thì họ giúp cho bà, thì bà sử dụng số tiền này để trang trải cuộc sống nhá. Bây giờ cháu trao cho bà Năm. Bà cảm dạ. ơn cháu, cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm dạ. ơn sự mong đợi của bà. Mới có số tiền này dạ. đáng bà cũng mừng lắm. Dạ. Thế bây giờ số tiền này là bà sẽ sử dụng như thế nào, bà cho cháu hay nào? Bà đã dành có bệnh hoạn gì mua thuốc uống nha. Dạ. Đâu có ai mà đâu có mận gì, đâu có bán gì đâu. Dạ, nhà bà mua gạo nè. Mua gạo nè. Hết gạo thì mua gạo, rồi hết mắm muối bột ngọt thì mua mắm muối bột ngọt. Đấy. Để mình giả sử mình mua thêm vài con gà về mình nuôi thêm ở trong nhà.
để cho mình có thêm thu nhập nha. Mua máy giờ máy tốt tốt rồi nuôi thêm này. Vâng, bây giờ cất cái số cất bà cất tiền này cho kỹ nhá. Cất kỹ. Đâu, bà nhét túi áo đi, bà nhét túi áo cho Trọng. Thì Trọng rất muốn là dắt bà đi ra ngoài ngân hàng gửi số tiền này vô trong ngân hàng hoặc là Trọng giữ hộ bà luôn, nhưng mà bà thì bà cũng không muốn như thế. Thì thôi bây giờ thì Trọng bà cũng lớn tuổi, Trọng cũng tôn trọng quyết định của bà. Thì số tiền này thì cũng chỉ có là 8 triệu. Thì mà đem ra ngoài ngân hàng gửi thì mỗi lần bà ra rút thì ngân hàng nó rất là xa, mà bà đi bộ thì cũng tội nghiệp bà. Mà với lại là ở trong này thì bà ở một mình ở trong rừng này thôi, nên là bà con ở xung quanh đây người ta đi rừng, người ta thấy bà như vậy người ta thương bà cũng không hết, chứ không có cái chuyện gì mà phức tạp đâu. Nên là tất cả khán giả cũng yên tâm nhá. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân gửi tiền cho bà. Dạ. Nói tiền này đầu video tới giờ là Trọng thấy bà cảm ơn rất là nhiều luôn. Thế hôm nay là bà có vui không? Vui lắm. Vâng. Thì ngày hôm nay thì cháu cũng vào đây thì cháu cũng dắt bà đi mua đồ rồi, bàn giao ngôi nhà cho bà. Thì bắt đầu từ tối nay thì bà chuyển lên trên này bà ngủ được rồi nhá. Chiều nay chuyển ra ngủ. Vâng. Thì chắc là bây giờ thì cháu cũng đi về đây. Để gần Tết rồi cháu mà có đi ngang qua đây thì cháu ghé vô cho thăm bà nhá. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Nhớ chứ. Dạ. Có đi vô gần đây thì ghé thăm bà một chút. Vâng. Dạ. Thì khi nào cháu có dịp cháu sẽ ghé vô cho thăm bà. Đấy, bây giờ bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Thì cảm ơn cháu. Dạ. Cảm ơn cháu. Thì bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái hành trình giúp đỡ bà lão ở trong rừng. Thì ngôi nhà đã xong, đồ đạc cũng xong. Thì bây giờ Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì như khán giả đã xem thì thấy tiền bạc minh bạch rõ ràng rồi nhá. Thì một lần nữa thì Trọng cảm ơn tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với Trọng để giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà lão này. Và cảm ơn tất cả các cô chú khán giả đã xem video của Trọng. Nếu tất cả khán giả thấy cái video này hay và ý nghĩa thì nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em Trọng nhé, để anh em Trọng có thêm động lực để giúp thêm những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi đến cho tất cả khán giả cùng xem.